Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, MDO đây. Và các bạn còn nhớ cái mini game hôm trước là mình nhờ các bạn là like, thả reaction vào cái comment của mình không nhỉ? Đây, mình sẽ chỉ lại cho các bạn xem cái comment cái mình trước. Đây, đây là cái mini game mà mình tham gia ở cái trên kênh trang của kênh công ty mình và đây. Đây là cái comment của mình. Được comment của mình là được nhiều reaction nhất, nhất là 96 cái reaction. Thực ra đây là một cái mini game khá là hay và ngày hôm nay mình đã nhận được cái sản phẩm đấy rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp mình chiến thắng cái mini game này, và mình nghĩ là nếu mà có mini game lần sau thì mình mong là mình sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ăn mốc nào. Okay, và bây giờ mình sẽ thử xem là cái vị của khô gà chanh này nó như nào nhé. Lần đầu tiên mà được trúng được cái mini game mà lại được ăn khô gà miễn phí thế này. Có cái màu sắc của cái gà này rất là đẹp luôn. Nó màu vàng, như là họ có nhựa nhựa. Nhưng mà cái này nó có nhựa màu hay sao thì con. Ăn một miếng là vẫn chưa được cảm nhận được cái vị gì. Miếng thứ hai vẫn chưa cảm nhận được cái vị gì. Miếng thứ ba thì ngon quá. Ngon lắm. Này mà được Covid và này mà cách đi thêm tuần nữa, đúng rồi, cái này bán cháy luôn. Này mà uống thêm một tí bia này, được rồi. Ok, và đây là cái sản phẩm, gọi là cái phần thưởng của mình. Sau bao ngày chờ đợi thì mình đã về đến tay mình rồi. Và bây giờ là cái thời gian cái vừa làm việc ở nhà vừa đánh chén thôi. Cũng cảm ơn các bạn một lần nữa. Đầu tiên là cảm ơn đến Hương đã tạo ra một cái mini game tuyệt vời này. Hai là cảm ơn những người bạn của mình, những người luôn ủng hộ mình trên trên fanpage rồi trên kênh của mình. Mà cảm ơn các bạn một lần nữa. Nhớ là đón xem các live stream sớm nhất của mình nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn.